muôn vàn lý do khiến Sao Việt bỏ diễn giữa chừng. Dù chưa ra sân khấu hay đang trình diễn, các Sao Việt vẫn quyết định bỏ show vì nhiều lý do khác nhau. Sơn Tùng MTP bỏ hát vì thấy fan ngất xỉu. Tối 23 tháng 3, Sơn Tùng MTP đã tham gia biểu diễn trong sự kiện Giờ Trái Đất diễn ra tại Hưng Yên. Đêm nhạc thu hút rất đông các khán giả có mặt để nghe và ngắm thần tượng hát. Sơn Tùng MTP mang đến hai ca khúc đang làm mưa làm gió của mình trong thời gian qua là Lạc Trôi và Nơi Này Có Anh. Vừa biểu diễn, nam ca sĩ gốc Thái Bình còn tự khuấy động không khí khi yêu cầu khán giả giơ tay lên và nói: "Quẩy lên à, ai thuộc hát theo Tùng à?" Tuy nhiên, các khán giả đã không giữ được bình tĩnh khi liên tục thể hiện sự phấn khích, xô đẩy chen lấn, khiến Sơn Tùng MTP nhiều lần nhắc nhở: "Cảm ơn Hưng Yên, mọi người đừng chen, Tùng sợ mọi người đâu, mọi người vui nhưng giữ được sự an toàn nhé." Khi đang biểu diễn gần hết bản hit Nơi Này Có Anh, một fan đã ngất xỉu khi được công an giải thoát khỏi đám đông. Đêm nhạc của ca khúc này cũng được cho dừng và Sơn Tùng MTP phát biểu ngắn gọn: "Mọi người ơi, Tùng rất tiếc vì có người bị ngất rồi. Tùng xin lỗi Hưng Yên rất nhiều", rồi đi thẳng vào hậu trường. Trường Giang bỏ về khi bị ném chai lên sân khấu. Tối ngày 8 tháng 2, 2017, danh hài Trường Giang tham gia một chương trình ở Tây Ninh với sự tham dự của rất đông khán giả địa phương. Đêm diễn xảy ra tình trạng lộn xộn khi khán giả đổ xô lên sân khấu tặng hoa, khiến bạn trai Nhã Phương mất tập trung khi biểu diễn. Trường Giang cũng mất bình tĩnh khi một khán giả ném chai lên sân khấu. Sau khi lên tiếng trách móc bộ phận bảo vệ không biết giữ trật tự, anh tỏ rõ thái độ khó chịu: "Ai quăng cái chai vậy, bảo vệ đâu, thôi đi vô không diễn nữa đi vô." Sự việc này cũng gây tranh cãi vài ngày sau đó và lắng xuống. Bảo Thy bỏ diễn vì bị sàm sỡ. Trong lần biểu diễn tại Gia Lai vài năm trước, Bảo Thy bất ngờ bị một khán giả phát cuồng lao lên sân khấu ôm chầm và có hành động sàm sỡ. Theo phản xạ tự nhiên, nữ ca sĩ quyết liệt chống cự. Sau khi sự cố, Bảo Thy lấy lại bình tĩnh chia sẻ với khán giả: "Các bạn có thấy khán giả vừa rồi hơi quá khích không ạ? Thực sự bạn đã làm cho Bảo Thy không tự tin khi đứng đây hát nữa." Sau đó, nữ ca sĩ rời khỏi sân khấu. Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả xịt hơi cay vào mắt. Ngày 20 tháng 7, 2010, khi Đàm Vĩnh Hưng đang song ca cùng Mỹ Tâm tại Mỹ, một khán giả nam cải trang thành nữ, cầm cành hoa tiến đến gần sân khấu. Lúc nam ca sĩ đưa tay nhận lấy, người này bất ngờ cầm bình nước xịt thẳng vào mặt anh, khiến Mr. Đàm choáng váng và phải tạm ngừng biểu diễn. Kẻ quấy rối được xác nhận là Lý Tống, tên thật là Lê Văn Tống, một người Mỹ gốc Việt. Sau sự cố này, Mr. Đàm được bảo vệ đưa vào trong hậu trường, nghỉ ngơi khoảng 10 phút, anh trở lại sân khấu và hát liên tục 15 bài. Những người có mặt đứng lên vỗ tay nhảy theo Đàm Vĩnh Hưng để cổ vũ anh. Ông Hoàng Nhật Việt cho biết, lúc đó anh vừa cảm thấy sốc vừa đau nhức vùng mặt, nhưng không cho phép mình dừng lại, vì khán giả, vì tự trọng và vì bản lĩnh nghề nghiệp. Chibu rời sân khấu vì khán giả phát cuồng. Chibu từng có một tình huống khó quên trong sự kiện Hãy Cùng Hát Vang năm 2012. Đang trên sân khấu, nữ diễn viên suýt bị té ngã bởi khán giả bên dưới bắt tay quá nhiệt tình. Cuối cùng, Chibu đành tháo chạy khỏi đám đông với sự giúp đỡ của ban tổ chức. Tuy nhiên, vì bị khán giả vây quá đông và mệt mỏi, nên Chibu đã ngất lịm ngay giữa đường. May mắn có người nhanh tay đã bế cô vào quán cà phê trong sân Mỹ Đình để sơ cứu. Duy Mạnh bỏ diễn vì bầu show bỏ trốn. Năm 2005, Duy Mạnh cũng vướng vào rắc rối khi tham gia chương trình ca nhạc tổ chức tại Nam Định. Tới sát giờ diễn, bầu show lại biến mất cùng tất cả số tiền thu được từ việc bán vé, khiến chương trình rối loạn. Cho rằng ban tổ chức lừa gạt, khán giả đã ném ghế lên sân khấu, phá hủy hệ thống âm thanh. Trong số các ca sĩ đang có mặt, chỉ có Duy Mạnh quyết định tiến vào sân khấu để xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, anh bị một số khán giả quá khích hiểu lầm và ném ghế vào lưng. Cuối cùng anh phải gọi cảnh sát nhờ hỗ trợ thoát khỏi đám đông. Thu Trang bỏ diễn vì sợ khán giả tấn công. Thu Trang kể một lần về miền Tây diễn, chứng kiến đồng nghiệp bị khán giả ném đá. Dù chưa đến lượt mình, nhưng nữ diễn viên hài đã gặp bầu show để từ chối diễn. Lần khác tới miền Trung, cảnh khán giả phá rào ào ào vào sân khấu mà không lấy vé, khiến Thu Trang khiếp sợ. Cô cho biết bảo vệ không thể can ngăn được khán giả vào sân khấu, thì sao bảo vệ được diễn viên? Vì thế tôi cũng hủy show, biểu diễn ở nơi khác ngay. Khối tài sản đáng mơ ước của vợ chồng đang trường không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng đang trường còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, bao gồm nhiều siêu xe và những căn biệt thự đắt giá. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, đang trường đã chinh phục khán giả bởi tài năng và sức sáng tạo trong mỗi sản phẩm anh mang đến cho công chúng.
Tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã cho phát hành 30 CD, thực hiện 5 live show lớn. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, anh tham gia một số chương trình truyền hình với tư cách ban giám khảo như Thần Tượng Bolero, Tuyệt Đỉnh Song Ca. Đối với mỗi vai trò, nam ca sĩ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực âm nhạc, khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ. Bà xã của Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên rất thành đạt trên đất Mỹ. Cuối năm 2009, cô thành lập một công ty tài chính ở Mỹ và hoạt động khá thành công khi liên tục tổ chức các show diễn lớn cho các nghệ sĩ trong nước đến với xứ sở cờ hoa. Cô cũng đứng đầu chuỗi nhà hàng và một quán cà phê tại Chicago. Sau khi kết hôn, vợ chồng Đan Trường cùng mở một quán ăn và một cửa hàng đồ uống. Công việc kinh doanh thuận lợi khiến khối tài sản của cặp đôi ngày càng gia tăng, giúp họ sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với phương tiện đi lại hiện đại và một căn biệt thự đắt giá. Chuỗi nhà hàng trong mơ. Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng Đan Trường mở một nhà hàng tại California. Nam ca sĩ chim trắng mồ côi là một người sành ăn, trong khi bà xã Thủy Tiên là người có tư duy nhanh nhạy trong việc kinh doanh, nên cặp đôi rất tự tin khi xây dựng nhà hàng này. Họ hy vọng có thể mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại các tiểu bang của Mỹ và Việt Nam. Tính đến thời điểm tháng 2 2016, Đan Trường và bà xã đã thành công khi xây dựng một chuỗi nhà hàng trên đất Mỹ với một thực đơn đa dạng bao gồm các món cuốn, đồ ăn Việt và nước uống. Thủy Tiên tiết lộ, ông xã cô là người có tư duy kinh doanh linh hoạt, nhiều ý tưởng mới lạ khiến cô đặc biệt ấn tượng và nể trọng. Biệt thự siêu sang gần 20 tỷ đồng. Trước đây, Đan Trường và Thủy Tiên từng gây sốc khi khoe căn hộ sang trọng với thiết kế hiện đại, nội thất tinh tế tại California. Theo ước tính, căn hộ có giá trị 40,2 tỷ đồng và phải mất 3 năm xây dựng mới hoàn thành. Bà xã Đan Trường cho biết, căn hộ có diện tích hơn 250m2 với không gian mỗi phòng được thiết kế mở, tạo sự thoáng mát nhưng không kém phần tinh tế. Khi biết tin Thủy Tiên mang bầu, cặp đôi đã gấp rút hoàn thiện căn hộ mới xây như một món quà dành tặng thiên từ con đầu lòng của họ. Thủy Tiên cho biết, ngôi nhà được một kiến trúc sư nổi danh tại Hollywood, người từng xây nhà cho ca sĩ nổi tiếng thiết kế, với tổng diện tích lên tới khoảng một mẫu Anh 4.047m2, cùng nội thất sang trọng. Vợ chồng Đan Trường khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự phóng khoáng của mình dành cho con đầu lòng. Những chiếc xe tiền tỷ, Đan Trường được ngưỡng mộ khi khoe chiếc siêu xe dòng E-Class, từng được tạp chí danh tiếng Autobus đánh giá là mẫu xe đẹp nhất thế giới. Theo định giá trên thị trường, chiếc xe có giá bán gần 2 tỷ và là mẫu mã được nhiều người ưa chuộng. Ngay sau khi biết tin bà xã mang thai, mẹ vợ Đan Trường cũng đã dành tặng cho cháu ngoại một chiếc siêu xe màu trắng với thiết kế hiện đại sang trọng, trị giá trên 1 tỷ đồng. Phương, từ cô gái dại dột tự tử vì giận mẹ đến ngọc nữ màn ảnh Việt. Từ một người không có gì, không biết gì, Nhã Phương đang có cuộc sống nhiều người mơ ước. Tự tử vì giận mẹ, Nhã Phương của hiện tại là cô gái được nhiều người săn đón, có chỗ đứng trong nghề, tình yêu đẹp. Nhiều người để được như cô, họ phải trải qua không ít sóng gió. Nhã Phương may mắn không bị xếp vào số đó. Nhưng nói như vậy, không phải tuổi thơ của cô chỉ toàn là những chuỗi ngày êm đềm, chỉ là khi cô sinh ra cảnh nhà đã đỡ. Nhã Phương, tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, cô sinh năm 1990 tại Đắk Lắk. Ngày ấy, ba cô ngoài đi dạy, còn bơm bực lửa ga kiếm thêm thu nhập. Không phải cùng mẹ đi bán hàng rong như các chị, nhưng cô bé Bi ngày ấy cũng phải theo mẹ lên rẫy. Nhà nghèo, con búp bê được xếp vào hàng xa xỉ, cô bé ngày ấy nào dám mơ. Thế nên mỗi lần lên rẫy, Nhã Phương lại lén ba mẹ bẻ bắp, giả làm búp bê. Tới chừng ba mẹ cô phát hiện ra, rẫy bắp hao hụt đi không ít. Hết đi cùng mẹ, bé Bi lại đi cùng ba tới trường, lang thang ngóc ngách này ngách nọ. Bữa nào người lớn không trông được thì các chị lại trông em. Em nhỏ xíu, chị cũng chẳng khá hơn, nên có bữa tay xách nước, tay ẵm em. Chị gái của Nhã Phương đánh rơi em gái vào lu nước, suýt chút nữa không cứu kịp. Cuộc sống vật chất không bằng người, tinh thần cũng nặng nề không kém. Nhã Phương luôn nghĩ rằng cô không nhận được tình thương của mẹ vì trong nhà, cô là người hay bị đánh nhất. Thậm chí có lần, vì giận ba mẹ cô đã thẳng tay đổ chậu quần áo con gái đã giặt xong xuống sân. Cô bé Bi ngày ấy giận mẹ nhiều lắm, giận đến mức có khi cô chán nản định tự tử. Rồi tự tử không thành, cô chỉ mong học xong cấp 3 để nhanh chóng rời khỏi nhà. Mãi sau này khi lớn lên, cô mới hiểu được lòng mẹ. Chỉ là trong năm đứa con, Nhã Phương giống ba nhất, nên mỗi lần giận ba, mẹ lại trút giận lên cô chứ không phải vì ghét bỏ. Và cái duyên nghệ thuật. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến ngày nghệ thuật đến với Nhã Phương như một cái duyên tiền định.
Số là Nhã Phương có một bạn gái rất thân, thân đến nỗi chuyện gì của người này, người kia cũng biết. Cả hai đều thích hát, thế nên tới kỳ thi đại học, nghe lời bạn rủ rê, Nhã Phương cũng gật đầu thi vào trường sân khấu điện ảnh. Từ dưới quê lên thành phố, hành trang cô gái 18 tuổi mang theo chẳng có gì. Cho tới lúc xếp hàng, đóng lệ phí thi, trong túi Nhã Phương cũng chẳng có đủ tiền. Nói gì đến chuyện make up hay chuẩn bị kiến thức cho bằng người ta. Ấy vậy mà chỉ với một bài thơ chưa kịp thuộc, một câu thoại ngắn ngủn với một dòng song đầy nước mắt, Nhã Phương đã đậu hệ A một cách ngon lành. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại câu chuyện đi thi ngày ấy, Nhã Phương đều nói rằng cô là một người may mắn. Vì nếu không may, chắc cô chẳng thể gặp được chàng trai tốt bụng cho vay tiền đóng lệ phí. Nếu không may, chẳng có cô gái nào tốt bụng kéo cô vào một góc để trang điểm cho bằng người. Nhưng cuộc sống nào chỉ toàn may mắn, nếu không có thực lực, có lẽ Nhã Phương chẳng đi đến được bây giờ. Mang tiếng học khoa diễn viên, nhưng nhà nghèo, Nhã Phương làm gì có tiền chăm chút, đến bộ quần áo đi học hàng ngày cũng chẳng giống ai. Đến trường với bộ đồ thể dục, Nhã Phương bị thầy nhắc hoài, nhưng thầy nhắc là một chuyện, có khả năng thay đổi hay không lại là chuyện khác. Để có tiền cho Nhã Phương thi vào trường và đi học, chị gái cô đã không quản ngại làm hết việc này đến việc khác. Thương chị, em gái nào dám đòi hỏi nhiều. Vậy mà cô sinh viên chẳng giống ai ấy, sau 2 tháng đi học đã được kêu đi phim. Đầu tiên là một vai nhỏ trong phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng. Một bộ phim mà bây giờ nhắc lại, nhiều người sẽ giật mình vì không nhận ra cô trong đó. Nhưng thời ấy, áp lực cơm áo gạo tiền khiến phim ảnh đến với Nhã Phương như cái cần câu cơm, chứ chẳng phải vì yêu vai diễn hay mê mẩn gì. Hết phim này, chưa thấy ai mời đi phim khác, cô đã sốt ruột vì tiền nhà, tiền nước, tiền điện lẫn tiền ăn. Thậm chí ước mơ về sự nổi tiếng hay những vai diễn để đời chưa bao giờ manh nha trong đầu cô gái trẻ. Vậy mà đùng cái cô nổi tiếng sau vai diễn Vi bán bánh tráng trong bộ phim ngắn Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Tất nhiên, chẳng ai có thể lên kế hoạch cho sự nổi tiếng của mình, và Nhã Phương cũng vậy. Cái dẫn cô đến thành công chính là sự chân thật của cảm xúc, vào vai thật như chính bản thân ở ngoài đời. Điều gì thật tự nhiên nhất sẽ chạm được đến trái tim khán giả. Sau thành công đó, Nhã Phương ý thức nhiều hơn về nghệ thuật và trở nên khó tính hơn với những vai diễn và cả bản thân. Để vào vai thật ngọt trong tuổi thanh xuân, ngoài rèn luyện khả năng diễn xuất, cô còn chăm chỉ đi học tiếng Hàn. Rồi cô gái nhỏ nhắn ấy còn bất chấp cả thời tiết giá lạnh để có những cảnh quay đẹp nhất. Là nghệ sĩ, ai cũng đã nhiều lần hy sinh vì nghệ thuật. Những gì Nhã Phương đã làm cho thời điểm này có thể chưa nhiều, nhưng đối với một cô gái đi từ con số 0 lên, đó là sự cố gắng đáng ghi nhận.